Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Bây giờ thì đã năm 2024 rồi. Và năm 2024 chắc chắn sẽ mở đầu với một cái lít nước hoa dành cho nam giới. Có lẽ là chắc là tầm ra Tết thì mình mới cho cái lít này lên sóng. Nhưng mà mỗi một năm thì mình sẽ cố gắng ngoài cái lít nước hoa mùa đông và mùa hè dành cho nam hoặc nữ ở hai cái phân khúc rẻ và tầm trung ra, thì thường thường là sẽ lựa chọn làm như vừa rồi thì làm lít nước hoa mùa thu vào năm 2023 dành cho nam giới này. Trước đấy thì mình có làm lít trà 10 con trà dành cho cả hai giới ở cái phân khúc tầm rẻ và trung. Năm nay thì sẽ là lít nước hoa mùa xuân dành cho nam. Và nữ thì mình chưa chắc, mình chưa dám hứa là mình có làm kịp hay không. Nhưng mà để cho những cái video sớ tới nó bớt dài hơn thì bây giờ mình sẽ làm xen kẽ một vài mùi trước. Sau đó thì tôi sẽ chỉ dẫn link thôi để nói qua cho cái video đỡ dài, xem nó đỡ bị buồn ngủ. Và ngày hôm nay thì mùi mà mình chọn giới thiệu đến các bạn và để chúng ta cũng có thể tìm hiểu sâu hơn về thương hiệu này. Đây là thương hiệu Mel Fuscuni. Đây, em nó. Và trên tay mình chỉ đang là Spirito. Và đây là một trong những nhà hương có lẽ rằng là nó đang nổi khoảng tầm một năm đổ lại đây. Nhưng mà có lẽ với những người mà mới dùng nước hoa thì đây là không phải là một cái thương hiệu mà các bạn hay ngó tới. Vì thường các bạn sẽ được mọi người gợi ý, nhắc nhở rằng đây là một nhà hương khá có người indie và nó sẽ không dành cho những bạn newbie. Nhưng Spirito thì là một trong những mùi hương khá hay ho nếu như các bạn bắt đầu muốn đặt chân vào con đường nước hoa nít và indie mang cái tính cá nhân rất cao, thì Spirito trong video này chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu xem em nó có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về thương hiệu Mel Fuscuni. Thì đây là một trong những thương hiệu Ý, là một dự án nghệ thuật được ra mắt vào năm 2010 bởi hai người đồng sáng lập, đó là Giuseppe và một người nữa đó chính là Federica. Cái người đứng sau làm những cái mùi hương này thì đó là Giuseppe, và cái bút danh của ông thì là Mel Fuscuni. Các bạn không biết là gọi là ông hay là gọi là anh cho nó hợp lý. Tại vì nếu như các bạn hỏi mình rằng mùi hương của nhà này làm theo kiểu gì thì các bạn cũng có thể thấy rằng là anh ta có một cái phong cách ăn mặc nó khá là khác biệt. Đầu tiên đó chính là với những cái bộ outfit đen từ đầu tới cuối, một cái mái tóc dài mà cảm giác rằng nó không quá là trải chuốt bồng bềnh mà có phần khá là nghệ. Bên cạnh đó thì từ cái việc là quần áo cho đến kể cả những cái gọi là trang sức đi kèm, nó tạo ra một cái cảm giác rất là bí hiểm, rất là kiểu khó đoán và có cái chất rất là nghệ thuật, kiểu rất nghệ. Ở đây mà tôi cảm giác giống mấy anh kiểu Hồi giáo, nhưng mà kiểu nó cứ thế nào ấy, nó giống mấy cái bộ phim kiểu những có cái phần gì đó kiểu bí hiểm, và đây là những người kiểu đứng đằng sau để dọn dẹp hoặc là kiểu mà là một phần tối của thế giới. Mình cũng không biết tả như thế nào, nhưng mà các bạn có thể nhìn qua về cái phần phong cách thì các bạn cũng thể đoán ra được rằng là nhà hương này sẽ làm mùi theo kiểu gì, đúng không? Đấy, thì các bạn chỉ cần nhìn thôi. Tôi hồi đầu tôi xem cái nhà hương này, tôi tìm những tài liệu tôi đọc thì tôi cũng rất là bất ngờ vì anh chàng này. Nhưng mà chỉ có thể nói với các bạn rằng các bạn nhìn phong cách là các bạn sẽ đoán được cái cách làm mùi. Đương nhiên là nó sẽ không dành cho số đông. Đó. Và ở Việt Nam thì Mel Fuscuni nổi được khoảng tầm 1 năm đổ lại đây. Nói là nổi có nghĩa là nó bắt đầu phổ biến rộng rãi ở trên những nền tảng mạng xã hội. Còn nếu như mà để tiếp cận ở thị trường Việt Nam thì những cái mùi hương của Mel Fuscuni thì mình đã được ngửi khoảng tầm cách đây tầm 2 năm cho đến 2 năm rưỡi, cái đợt mà tầm dịch hoặc là trước dịch, thì một vài mùi mà mình ấn tượng của nhà hương này và bây giờ cũng rất nổi tiếng ở thị trường Việt Nam, thí dụ như kiểu là Little Song, Amqua Du Thong, hay là một cái mùi kiểu sô-cô-la rượu Nocturno đó, tôi không nhớ tên cái mùi cuối lắm. Thì đấy là một cái vài mùi nổi tiếng. Và sau khi mà mình nói chuyện với bên Century và bên đó thì có gửi cho mình toàn bộ vial của nhà hương này, mình đã dành thời gian và nói thật là mỗi một mùi tôi ngửi khoảng tầm 2 ngày. Nhưng mà tôi nhận ra một điều rằng tôi không thể nào nắm bắt được tất cả mùi hương này. Thế nên là những cái mùi nào mà tôi cảm giác rằng tôi ngửi ok thì tôi sẽ giới thiệu đến số đông. Vì thực sự nhà hương này nó không dành cho những người mới chơi nước hoa.
nói thật là như vậy. Hoặc là kể cả là bạn có khoảng tầm 5 đến 10 mùi hương mà toàn mùi designer nịnh mũi, kể cả nít nịnh mũi, thì khi các bạn ngửi nhà hương này, các bạn sẽ có cái cảm giác nó hơi tách biệt và hơi khó xài. Ví dụ như ở Little Song chẳng hạn. Nhưng mà Spirito là một trong những con mà tôi thấy rất phù hợp và để xứng đáng tôi cho vào list nước hoa mùa xuân nam giới vào năm 2024. Mùa xuân này thì các bạn cũng có thể sử dụng vào cả mùa thu nhá. Đó, xuân thu ở Hà Nội thì nó thời tiết nó khá là xêm nhau. Đây, Spirito. Đấy, các bạn có thể nhìn qua một chút về thiết kế nhá. Đây, mình sẽ zoom cái can này. Đó, thiết kế của Spirito các bạn nhìn thấy là đây, cái mặc dù cái chai nhá, nếu như các bạn nhìn thoáng qua thì nó sẽ có màu hơi đen. Nhưng mà nếu mà để ánh sáng thì nó sẽ có cái phần hơi kiểu ngả vàng cánh gián ấy ở trong. Và kể cả cái phần tem của Mel Fuscuni, tất cả những sản phẩm của họ ấy, thì họ đều có một cái tông màu đó là hơi kiểu vàng xong rồi đen mix cùng với nhau. Và toàn bộ nó chỉ như vậy thôi. Đó, toàn bộ chỉ như vậy. Và cảm giác nó như kiểu giống mấy cái lọ kiểu đặt những cái thảo mộc, những cái lọ biệt dược vào cái thời trung cổ ngày xưa ấy, kiểu như thế. Còn về cái phần vòi xịt của Mel này thì các bạn thể nhìn thấy này, khá ok. Tôi thấy phun sương ổn, không quá mịn thôi, nhưng mà cảm giác là mọi thứ nó ở mức kiểu rất là ổn, tròn trịa. Đây, cái phần đầu vòi đây cũng là được làm bằng vàng. Và đầu vòi này thì tôi thấy cũng hoàn thiện ổn. Nói về cảm hứng sáng tạo của Spirito thì chúng ta cần phải nói qua một chút về Little Song. Little Song là một trong những cái mùi mà nhiều bạn khi mà được ngửi, các bạn nói một câu rằng là nếu mà ngửi Little Song ấy, cảm giác như kiểu chỉ muốn, đang buồn mà chỉ muốn đi tự tử thôi, chỉ muốn đi chết thôi, tại vì lưỡi Little Song nó quá buồn, nó quá u uất. Thì cái mùi hương này nó có liên quan một xíu, tại vì Spirito nó được ra đời ở trong căn phòng mà Little Song, khi mà Mel Fuscuni anh ta đưa ra sáng tạo Little Song, thì sau đó thì anh có quay trở lại, và trong cái quá trình mà anh làm ra những cái mùi hương thì Spirito được làm ra ở trong căn phòng mà Little Song được ra mắt. Và bên cạnh đó thì theo như chia sẻ của Mel thì Spirito là một trong những tông mùi mà sẽ làm sáng hơn, tươi mới hơn, khởi sắc hơn so với Little Song. Có thể nói là có một sự đối lập ở đây. Thì khi mà các bạn lựa chọn định blind buy này mà các bạn đã ngửi Little Song rồi, thì các bạn có thể yên tâm rằng là mùi hương này nó cũng sẽ không buồn bã và chán, hay là kiểu làm chúng ta tụt mút nhiều như Little Song đâu. Đó. Thì Spirito cũng được dựa trên cái cảm hứng về một nhà văn rất là nổi tiếng của Mỹ. Đây là một người mà đã tạo nên truyền cảm hứng cho rất nhiều những tác phẩm điện ảnh và văn chương. Bà là một trong những người mà có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại của Mỹ. Thì cái tên của bà đó chính là Emily Dickinson. Thì mình cũng sẽ để một vài cái hình ảnh ở đây. Thực ra thì tôi cũng không nghiên cứu lắm về cái phần văn thơ hay là kiểu nghệ thuật theo cái hơi hướng kiểu văn của Mỹ. Thế nên là tôi sẽ chỉ tìm và tôi chia sẻ những thứ mà tôi biết thôi. Còn nếu mà bạn nào có những thông tin thì các bạn có thể chia sẻ ở phía dưới, hoặc là các bạn có thể tìm search Google trên mạng. Cái mùi hương của Spirito sẽ đưa ta đến những cái nơi mà Emily đã đặt chân tới ở trong những cái tác phẩm văn thơ của bà. Đó là những cái cánh đồng rất là mênh mông, rộng lớn, bát ngát. Cánh đồng cỏ vàng, xong rồi kiểu không nhìn thấy chân trời ở phía xa luôn. Mọi thứ hòa nhịp vào thiên nhiên, gió, xong rồi cát, những cái mùi thơm của những cái rặng cây, mọi thứ tất tần tật sẽ được đưa vào trong mùi hương này. Thì đó là những cái mà Mel chia sẻ ở trên những cái thông điệp truyền thông của họ về cái mùi hương của Spirito. Nhưng mà cụ thể thì em nó sẽ ngửi như thế nào? Các bạn biết Bleu de Chanel chứ? Vâng, chắc chắn, đúng không? Bleu de Chanel thì ai cũng biết. Mùi hương này nó có một cái giai đoạn giống với Bleu de Chanel, nhưng mà để đến cái giai đoạn đấy thì khi mà các bạn xịt em nó ra tay như mình đây, thì mình sẽ miêu tả lại cái cảm giác đó. Đây, mình sẽ xịt em nó ra. Thì ngay khi mà các bạn xịt ra nhảy, các bạn ngửi thấy một cái mùi ngái đắng. Và cảm giác nếu như mà không phải là một người xịt nước hoa quá nhiều nhá, thì các bạn chỉ muốn đưa tay ra ngay lập tức. Và các bạn bảo, cái gì đây? Mùi hương gì vậy? Nhưng mà nếu như các bạn để nó vào sâu, hít thật sâu ấy, thì các bạn ở đây ngoài cái nét ngái đắng ra, các bạn nhận thấy một cái nét khói và cái cảm giác hơi kiểu mùi cao su.
những cái mùi cao su mới vừa mới ra lò và cảm giác nó vẫn còn hơi nóng nóng ấy, nó bốc lên, nó làm cho chúng ta có cái cảm giác là chúng ta đang đứng hay là chúng ta đang ở trong những cái dạng rừng cây lớn, khi mà những cái ánh sáng mặt trời nó chưa thể nào chiếu được tại vì những cái tán lá nó quá lớn. Ở dưới chân chúng ta thì sẽ là những cái cành cây từ lớn đến nhỏ, những cái cành nhỏ của những cành to nó đang rụng xuống và chúng ta dẫm lên. Không có cái tiếng cạch 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 gãy, mà khi mà chúng ta cầm lên ấy, thì chúng ta bẻ nó chỉ có một cái tiếng kiểu rắc nhẹ thôi. Tại vì khi mà mình ngửi thấy mùi hương này ở khoảng sau khoảng tầm 15 phút ấy, nó giống hệt những cái mùi của những cái cành nhỏ. Thì khi cái mùi hương này ấy, nó sẽ làm mình gợi nhớ tới cái hình ảnh đó là mình cầm những cái cành nhỏ lên và mình bẻ. Và khi mà mình bẻ thì cái cảm giác nó không gãy giòn, mà ở trong những cành này nó vẫn còn cái cảm giác ẩm tươi tràn đầy sức sống ở phía sau. Nó chưa bị làm khô bởi ánh nắng mặt trời, bởi cái độ ẩm cũng như là bởi những cái ảnh hưởng bởi xung quanh, mà những cái cành cây ở đây nó vẫn cẫn căng tràn nhựa sống và như kiểu nó vừa mới rụng xong vậy. Và theo như Mel chia sẻ thì những cái sáng tạo mà ông muốn truyền tải ở trong Spirito ấy, nó sẽ không bị đi theo lối mòn, có nghĩa là họ sẽ không làm cho cái mùi hương herbal thảo mộc ở đây nó tạo ra một cái vai quá khô hay là quá quen thuộc, mà nó sẽ đi theo một cái hướng cực kỳ mới. Đây là cái nét nghệ thuật của Mel trong những cái tác phẩm của bạn ấy. Thì Spirito thì đối với cá nhân mình, khi mà mình ngửi thì ngoài cảm giác đấy ra thì sau khoảng tầm 20 phút thì mình lại thấy có một sự biến chuyển. Lúc này thì nó làm mình gợi nhớ tới cái mùi của rau mùi, mùi của húng. Và ngay lập tức thì mình nghĩ tới đó là Bleu de Chanel. Khi mà Bleu de Chanel xịt ra khoảng tầm 15-20 phút thì nó có một cái mùi hơi kiểu nó giống cái mùi rau mùi, tôi cũng không biết tả cái mùi rau mùi ấy kiểu như thế nào. Nhưng mà thực sự thì 15-20 phút khi mà mình xịt ra nó có cái cảm giác đồng điệu rất là giống nhau, khoảng tầm đâu đó 80% ở trên da. Mà mình đã phải cầm Bleu de Chanel đây. Đây mình bỏ hẳn ra đây để mình xịt, để mình thử xem là mình có bị nhầm không. Nhưng mà mình thấy nó rất giống. Đó. Và cái nét giống này nó kéo dài đâu đó khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ, và rồi nó lại có sự biến chuyển. Thế nên là mình mới nói với các bạn rằng là những cái mùi hương, những cái vial của Mel Fuscuni ấy, thì khi mà mình trải nghiệm ở trên da, mình không thể nào nắm bắt được. Ở cái khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi ở trên da mình thì bắt đầu cái bay mùi gỗ ấm vetiver lên cực kỳ rõ rệt. Vetiver ở đây nó lại làm gợi nhớ tới một chút phần nào đó của Terre de Hermes, nhưng là một phiên bản giảm tiêu, giảm bưởi, mà chỉ đơn giản rằng nó có cái hàm lượng tinh dầu vetiver lên rất cao. Nhưng mà vetiver ở đây nó cũng có một cái sự khác biệt nữa, đó chính là cái bay mùi gỗ ở đây nó không có cảm giác quá khô và đắng khói như ở cái phần top note hay là như ở Terre de Hermes, mà nó lại có một cái nét ngọt hơi kiểu cam thảo. Cái vị ngọt nó giống như kiểu mà khi mà chúng ta uống nhân trần ấy, mà họ ở đó họ cho nhiều cam thảo ngọt ở phần hậu vị rất rõ rệt. Uầy, ở cái khoảng đầu thì nó thật là tôi ấn tượng nhưng tôi không thích. Và ở cái khoảng tầm giống Bleu de Chanel thì tôi lại càng không thích. Nhưng mà sau khi mà dry down ở trên da thì Spirito đó là mình thích thú. Tại vì tôi là một fan của Terre de Hermes, và khi mà ngửi ở đây tôi có thấy sự đồng điệu nhưng mà cũng có sự khác biệt. Và vetiver ngoài cái cảm giác ngọt ấm ra thì nó thực sự rất nam tính, rất lành tính luôn. Và khi mà ngửi mùi hương này, các bạn biết tôi nghĩ đến gì không? Hôm trước thì tôi có cho mùi hương này cho cả editor tôi ngửi, thì hai bọn tôi đều nghĩ tới một anh chàng rất là cao ráo, khoảng tầm 1m8, xong rồi trắng trẻo, hơi kiểu Hàn Quốc một tí. Anh ta sẽ mặc những chiếc sơ mi trắng, sau đó sẽ là những cái áo len cổ cao chỉ để lộ hai cái cánh cổ sơ mi ra thôi. Đấy là những anh chàng kiểu như vậy. Những anh chàng rất là hiền lành, chúng ta hay gọi là kiểu good boy, nhẹ nhàng, xong rồi với những cái mái tóc hơi kiểu vuốt theo kiểu Hàn Quốc dài dài, xong rồi ép sai hai bên, và mặc những chiếc quần kaki hoặc những chiếc quần Âu, và đi những cái đôi kiểu Oxford kiểu như vậy. Và anh ta thì không hề có một cái nét gì đó quá nổi bật, cảm giác rằng cái phong cách ăn mặc của anh ta chỉ đơn giản là anh ta xem ở trên mạng hoặc là những cái người đàn anh đi trước, và anh ta cảm thấy rằng mình cũng hợp với cái vai ở đấy, kiểu hơi kiểu cổ điển basic
theo cái kiểu như thế, chứ không phải là cái kiểu cổ điển theo kiểu sartorial đóng sút sủng các thứ, mà cảm giác là mọi thứ nó rất basic nhưng mà vẫn có sự cổ điển xuyên suốt ở trong đó. Thì cái mùi hương này nó sẽ cực kỳ phù hợp với những anh chàng nào, những bạn nam nào đang có cái xu hướng ăn mặc theo cái kiểu Hàn Quốc mà mình vừa mô tả, hoặc là những cái chiếc cardigan ấy, các bạn mặc xong rồi các bạn mặc những chiếc sơ mi áo phông ở trong, thì tôi thấy rằng là mùi hương này nó tạo ngoài một cái cảm giác nam tính của gỗ ngọt ra thì nó cũng tạo ra một cái vibe khá là sạch sẽ, rất là chỉn chu, nhưng mà tất cả mọi thứ nó ở trong khuôn khổ đấy. Có phần thực ra thì Spirito trên da mình nếu mà để ngửi kỹ thì nó có phần hơi nhàm chán, tại vì với Mel Fuscuni nếu mà các bạn không trải nghiệm toàn bộ cái mùi hương của bộ sưu tập hay là kể cả Spirito này từ ngay từ ban đầu ấy, mà các bạn chỉ ngửi ở một giai đoạn thôi, các bạn sẽ đặc biệt là khi mà dry down các bạn sẽ cảm thấy rằng mùi hương nó hơi an toàn quá, không như các bạn trông chờ. Nhưng mà đối với mình thì có những người người ta lại thích cái sự an toàn basic để người ta có thể mặc được nhiều dịp, thì với mình Spirito sẽ dành cho những anh chàng như vậy, đã ra đi làm kín tiếng, đơn giản là hết giờ đi làm về, và tôi không thích cái sự ồn ào, tại vì cái hiệu năng của Spirito trên da mình nó cũng không phải là quá tốt, khi mà lưu ở trên da thì được đâu đó khoảng tầm 7 tiếng, 7 cho đến 8 giờ, và cái độ tỏa hương thì nó khá là nhẹ, tầm nửa cánh tay quay đầu thôi. Nhưng mà đây là một trong những cái mùi có lẽ rằng là xịt vào mùa xuân để các bạn đi chơi Tết chùa chiền, hay là các bạn đi thăm thầy cô giáo khi mà ra xuân, thì nó là một trong những lựa chọn cực kỳ ok. Thậm chí rằng là bạn có thể mặc được cả mùi hương này để đi làm hàng ngày đó, ở trong môi trường công sở nhà nước rất là ổn đó. Còn bảo là em này là một em hardcore nhất trong bộ nhà này thì mình nghĩ là không, có nhiều mùi trong nhà này người còn chắc là phải, nếu mà để viết nội dung tôi phải dùng là tầm 3-4 cái bản word thì tôi mới viết hết được. Còn riêng cái mùi của Spirito thì tôi khá là dễ để cảm nhận, nhưng mà nó vẫn có lẽ rằng là sẽ là một trong những con gọi là để cho các bạn dễ dàng tiếp cận với nhà Mel Fuscuni thôi, Spirito. Đó. Không biết là các bạn đã được gửi qua những em nào của nhà này chưa, và các bạn thấy sao? Đấy, em này thì đối với mình nhiệt độ đâu đó khoảng tầm từ 20 cho đến tầm 32-33 độ là các bạn mặc hoàn toàn ok. Đấy là ở trong môi trường văn phòng. Và nếu như các bạn muốn review những con nào của nhà này nữa, đợt tới thì cô có làm một con sô-cô-la rượu nữa như lúc nãy tôi kể phần đầu ấy. Đó, thì tôi đang xin cái gốc để có thể làm video. Còn cái con này thì tôi làm xong thì tôi cũng sẽ trả lại cho bên Century. Và nếu như những bạn nào đang tìm nơi để mua Mel Fuscuni thì hãy tìm thử ở bên Century nhé. Century thì có ở trong Sài Gòn, một cái store rất là đẹp để các bạn có thể thử tham khảo. Và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.